Hứa Nguyễn Châu trở thành ngôi sao được săn đón khi đóng phim đa mỹ Thượng Ẩn. Trong số các nam thần hoa ngữ hiện nay, Hứa Nguyễn Châu được xem là một trong những diễn viên thành công khi sở hữu nhiều vai tốt thu hút sự chú ý của khán giả. Hứa Nguyễn Châu đột phá thành sao nhờ đóng phim đa mỹ. Hứa Nguyễn Châu sinh ngày 20 tháng 10 năm 1994 ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ngay từ khi còn nhỏ, Hứa Nguyễn Châu đã được gia đình đầu tư cho học nhảy Latin. Đến khi lớn lên, anh tập tành học sáng tác, soạn nhạc, đánh đàn guitar và còn từng giành được giải nhất cuộc thi nhảy Latin của Hiệp hội Vũ đạo Hoàng gia nước Anh. Với niềm đam mê âm nhạc và tài năng được xây dựng từ khi còn nhỏ, Hứa Nguyễn Châu cùng bạn bè thành lập dàn nhạc và đạt được giải thưởng xuất sắc trong một cuộc thi âm nhạc ở Thượng Hải. Năm 2017, Hứa Nguyễn Châu tốt nghiệp Học viện Hí khúc Trung Quốc. Tháng 10 năm 2015, Hứa Nguyễn Châu chính thức bước chân vào showbiz khi tham gia bộ phim điện ảnh đầu tay. Năm 2016, nhờ vai diễn Bạch Lạc Nhân trong Thượng Ẩn, Hứa Nguyễn Châu nhanh chóng trở thành cái tên nóng trong khoảng thời gian dài và đoạt giải thần tượng web drama được yêu thích nhất. Bộ phim Thượng Ẩn được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ cùng tên của Sài Kê Đảng là mưa làm gió trên mạng xã hội, mở màn cho thời kỳ mới của dòng phim đam mỹ xứ Trung. Mặc dù được phát trên Internet, nhưng bộ phim đã lưu lượng truy cập rất lớn vào thời điểm ra mắt. Bộ phim không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc mà còn nổi tiếng khắp châu Á và khiến dàn diễn viên trẻ không mấy tên tuổi thành sao chỉ sau một đêm. Sau phim đam mỹ, danh tiếng của Hứa Nguyễn Châu không chỉ dừng lại ở đất nước tỷ dân mà còn lan sang cả Thái Lan, Hàn Quốc sau bộ phim này. Thừa thắng xông lên, Mỹ Nam 9X đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội quảng bá âm nhạc của mình và gặt hái được nhiều thành công. Hiện tại, đã 5 năm trôi qua, nhưng Thượng Ẩn vẫn được coi là đỉnh cao của dòng phim đam mỹ và dàn diễn viên trong phim đã có sự nghiệp riêng hoàn toàn khác biệt. Ngoài thành công của Thượng Ẩn, những bộ phim khác của Hứa Nguyễn Châu không được đề cao về diễn xuất. Thay vào đó, mảng âm nhạc và thời trang của nam diễn viên phát triển mạnh mẽ. Năm 2017, Hứa Nguyễn Châu đoạt giải 10 ca khúc vàng của năm với bài hát tự soạn nhạc Phóng. Hiện tại, Hứa Nguyễn Châu là gương mặt đại diện cho rất nhiều các nhãn hàng trong và ngoài nước. Hứa Nguyễn Châu từng được truyền thông o bế, anh liên tục bận rộn với các dự án từ âm nhạc, quay quảng cáo, làm người đại diện nhãn hàng cho đến lấn sang lĩnh vực người mẫu, là khách mời đặc biệt tại tuần lễ thời trang Paris Victoria Secret 2017. Nam thần 9X đã gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp âm nhạc của mình nhờ bức độ nổi tiếng của Thượng Ẩn mà Hứa Nguyễn Châu có fan ở rất nhiều quốc gia. Nên khi anh ra ca khúc hay album mới đều được đón nhận nhiệt tình. Những chuyến lưu diễn từ Trung sang Hàn Quốc, Thái Lan đều thu hút rất đông người đến tham dự. Gác lại thời gian bận rộn với những dự án riêng, Hứa Nguyễn Châu quay trở lại phim trường trong các tác phẩm Bạn Gái Tôi Không Thể Yêu, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Đại Đường Minh Nguyệt. Tháng 11 năm 2020, bộ phim Phố Mai Dương Thân Yêu do Hứa Nguyễn Châu và Nam Tung Vận đóng chính đã chính thức phát sóng. Nhưng bộ phim không thành công như khán giả mong đợi. Phố Mai Dương Thân Yêu là một dự án phim do Youku, Mango TV và Thập Giang Truyền Môi kết hợp sản xuất. Bộ phim đã nhận được vô số sự quan tâm của khán giả kể từ khi những thông tin đầu tiên được hé lộ vào năm 2019. Trong Đại Đường Minh Nguyệt đóng cùng Cổ Lực Na Trát, Hứa Nguyễn Châu vào vai Bùi Hành Kiệm, con trai độc nhất còn sống sót của một chi họ Bùi. Hành Kiệm có năng lực nhưng không được trọng dụng. Sau khi gặp Lưu Ly, Cổ Lực Na Trát, cuộc đời anh đã sang trang mới. Mối tình lãng mạn giữa hai người hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những phút giây ngọt ngào. Tin đồn tình ái từ biên kịch đến bạn diễn. Từ ngày nổi tiếng đến nay, Hứa Nguyễn Châu chưa từng dính scandal lớn nào từ trong giới giải trí cho đến người đi đường. Hình ảnh của anh vẫn sạch sẽ nên được nhiều người yêu mến. Tuy nhiên, anh cũng dính vài tin đồn hẹn hò từ trên trời rơi xuống như nghi án hẹn hò cùng biên kịch Sài Kê Đảng. Người trong cuộc cũng đã lên tiếng đính chính rằng không có chuyện này. Ngày 29 tháng 11 năm 2016, hãng tin Phong Hành đã khiến cư dân mạng bùng nổ khi đưa ra thông báo sẽ tiết lộ chuyện tình cảm của một tiểu thịt tươi nổi tiếng vào ngày chiều hôm sau. Khi ấy, cư dân mạng đa phần đều đồn đoán tiểu thịt tươi mà Phong Hành muốn nói đến chính là ngôi sao mới nổi của bộ phim Thượng Ẩn Hoàn Cảnh Dù. Đúng như lời hẹn, chiều ngày 30 tháng 11, Phong Hành đã tung ra thông tin về chuyện tình cảm của vị tiểu thịt tươi. Tuy nhiên, khác với dự đoán trước đó của mọi người, tiểu thịt tươi mà Phong Hành muốn nhắc đến chính là Hứa Nguyễn Châu, cũng là nam chính của bộ phim Thượng Ẩn bên cạnh Hoàn Cảnh Dù. Theo như Phong Hành cho biết, Hứa Nguyễn Châu và cô gái bí ẩn kia dành cho nhau những cử chỉ hết sức thân mật như ôm hôn, vuốt má. Theo đó, Phong Hành cũng cho biết cô gái bí ẩn mà Hứa Nguyễn Châu ôm hôn chính là Châu Vũ Đồng, mỹ nữ từng đóng vai Thạch Tuệ trong bộ phim Thượng Ẩn do chính Hứa Nguyễn Châu đóng chính. Nhưng vụ việc cũng có dần lắng xuống và cho đến nay vẫn không có tin đồn nào diễn ra với anh nữa. Thay vào đó, người ta thấy nam diễn viên tích cực hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc. Tiếng oan quấy rối bạn diễn Cổ Lực Na Trát. Theo Sina đưa tin vào ngày 6 tháng 2, nhiều khán giả, nhất là người hâm mộ của Cổ Lực Na Trát đã công kích Hứa Nguyễn Châu vì có hành vi động chạm vào vòng một của nữ diễn viên khi quay chung phim Phong Khởi Nghe Thương, tên khác Đại Đường Minh Nguyệt. Họ cho rằng nam diễn viên đã không tôn trọng phái nữ, cũng như cư xử thiếu khéo léo trong tình huống nhạy cảm. Ngay sau đó, công ty quản lý của Hứa Nguyễn Châu phải lên tiếng đính chính rằng trong quá trình quay phim, anh đã được sự đồng ý của Cổ Lực Na Trát.
nam diễn viên cũng cố gắng hết sức để tránh chạm vào vòng một của người đẹp. Chính người đẹp Tân Cương cũng lên tiếng giải oan cho bạn diễn để dừng sự việc lại. Cố Lực Na Trắc khẳng định rằng cô đã mặc đồ bảo hộ trong quá trình quay phim và cảnh quay diễn ra vui vẻ, không như những lời đồn thổi trên mạng xã hội. Phân đoạn Hứa Mỹ Châu ôm vòng một của cô đã được nhân viên hậu kỳ cắt bỏ do cảm thấy không cần thiết, nhưng một số blogger đã lấy lại để bôi nhọ cả hai. Thực tế, Shina cho biết khi mới bắt đầu quay phim Phong Khởi Nghề Thương, Hứa Mỹ Châu đã bị người hâm mộ của Cố Lực Na Trắc tấn công trên mạng vì cho rằng anh không đủ điển trai, danh tiếng trung bình, không xứng đáng với bàn diện nữ. Mỹ Nhân Tân Cương từng đứng ra tranh cãi lớn với fan để bảo vệ anh, nhưng cũng vì thế mà bị cho là IQ thấp.